Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở trong video lần trước thì mình đã mang đến cho anh em một cấu hình cực kỳ tốt RTX 3080 20 triệu đồng đi kèm với một cấu hình của Intel, và chắc chắn đấy là một combo vô cùng tốt. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ mang đến cho anh em một combo cũng tốt như vậy. Thế nhưng thay vì là Intel thì đây sẽ là một cấu hình đến từ AMD. Và dĩ nhiên cả đồ họa vẫn sẽ là RTX 3080 20 triệu đồng. Và mình sẽ nhấn mạnh rằng đối với những phiên bản card họa có mức giá rất rẻ như cái em RTX 3080 RG Strix ở đây thì cái số lượng cũng sẽ giới hạn thôi. Thế nên anh em nào mà muốn sở hữu thì đừng quên đến ngay Alpha để mua. Còn anh em nào mà không mua kịp thì hoàn toàn có thể đổi sang những phiên bản khác nhá. Bởi vì giá card họa bây giờ đang là rất tốt. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tập trung vào cấu hình đi. Thì cái mẫu CPU AMD được mình sử dụng ở đây là AMD Ryzen 5 5700X, một mẫu CPU có 8 nhân và 16 luồng xử lý. Nhìn sâu qua một chút thì đây cũng là một mẫu CPU khá tốt ở trong cái lineup của AMD. Chúng ta có một mẫu CPU AMD 8 nhân, bởi vì thông thường những dòng Ryzen 7 thì sẽ đều là 8 nhân. Mình chỉ tiếc một chút ấy là ngày xưa đối với những mẫu CPU của AMD sẽ đi theo kèm một cái hệ thống quạt tản nhiệt khá đẹp. Ryzen 7 ấy, tản nhiệt ống đồng cơ, nhìn đẹp lắm. Thế nhưng bây giờ với Ryzen 7 5700X thì chúng ta sẽ không theo kèm quạt nữa. Và vì thế khi mà anh em mua và sử dụng, chúng ta nên đầu tư những hệ thống tản nhiệt khí. Và Ryzen 7 5700X không phải là một mẫu CPU nóng, thế nên chỉ cần một hệ thống tản nhiệt khí 4 ống đồng như mình đang có ở đây, khi mà mình chơi game nhiệt độ 60 độ C cực kỳ mát mẻ để anh em có thể chơi game trong thời gian dài. Còn về mặt hiệu năng đơn nhân và đa nhân thì đây vẫn là một mẫu CPU có hiệu năng đơn nhân đa nhân tốt, có thể phục vụ anh em trong thời gian dài khi mà chúng ta có thể chơi game từ 3 đến 4 năm nữa vẫn hoàn toàn thoải mái và không cần phải nâng cấp. Thì với CPU của AMD thì anh em hoàn toàn có thể lắp lên bất kỳ mẫu main nào mà anh em thích, bởi vì những mẫu main của AMD đều support tất cả tính năng mà anh em mong muốn. Thì để tiết kiệm chi phí nhất thì mình đã lựa chọn mẫu main dòng B, cụ thể là B550 đến từ Acer. Thì với B550 sẽ có đầy đủ những công nghệ mà anh em đang mong muốn là sử dụng, có hỗ trợ PCIe 4.0, card họa bây giờ cũng là PCIe 4.0, CPU thì cũng hỗ trợ luôn. Vì thế đây cũng là một trong những mẫu board máy chủ đáng để anh em có thể quan tâm. Về hệ thống cấp nguồn đi theo kèm sẽ là một cổng cấp nguồn 8 pin và dĩ nhiên sẽ cung cấp đầy đủ điện dành cho CPU. Thực ra thì khi mà anh em chơi game, 5700X chỉ ăn khoảng chừng 60W điện thôi, cực kỳ ít để chúng ta có thể gọi là đắn đo xem liệu có đủ điện để cho CPU hoạt động hay không. Nói sâu qua một chút đi về thành phần về RAM, thì khi mà anh em nhắc đến CPU của AMD thì sẽ nghe câu nói rằng là cứ bus RAM càng cao càng tốt. Thì ở đây mình đã lựa chọn hai thanh RAM 8GB với tổng dung lượng 16 và bus RAM là 3600. Và thành phần quan trọng nhất để chơi game là RTX 3080. Độ mát mẻ là không cần phải bàn cãi khi mà chơi game. Cái nhiệt độ 60 độ C khi mà chơi game ở trong phòng điều hòa, lắp đầy đủ áp quạt, chơi game trên độ phân giải 2K mà cái mức nhiệt độ như vậy là cực kỳ tuyệt vời. Và cổng cấp nguồn được sử dụng ở đây là 3 cổng cấp nguồn 8 pin. Thì với 3 cổng cấp nguồn 8 pin, anh em cũng cần phải lựa chọn những cái bộ nguồn sao cho phù hợp. Theo như khuyến cáo của nhà sản xuất là từ 750W trở lên. Và anh em cũng cần phải cân nhắc rằng chúng ta cần phải lựa chọn những bộ nguồn ấy có đầy đủ cổng cấp nguồn 8 pin để có thể sử dụng nhá. Còn bây giờ để có thể trải nghiệm được mức hiệu năng tốt nhất thì mình sẽ test game ở chế độ phân giải là 2K, bởi vì RTX 3080 chơi game chế độ phân giải vấn đề thì hơi phí. Anh em có thể lựa chọn bất kỳ một mẫu màn hình có độ phân giải 2K nào để anh em thích. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ lựa chọn mẫu màn hình đến từ LG.
với cấu hình là RTX 3080 kết hợp với AMD Ryzen 7 5700X thì liệu đây có phải là combo tốt nhất dành cho anh em hay không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Nếu như anh em muốn mình làm thêm về những cấu hình tốt thì đừng quên để lại cấu hình đấy ở ngay dưới bình luận, thì mình sẽ mang cấu hình đến và làm video cho anh em. Hẹn lại anh em trong video sau.